FBI vào cuộc sau khi con gái tố cha giết người hàng loạt. Miêu tả về cách thức giết người và nơi chôn xác, Lucy Studi tin rằng cha của cô đã giết 50 đến 70 phụ nữ. Suốt 45 năm, Lucy Studi nói với nhiều người rằng cha cô đã sát hại hàng loạt phụ nữ trẻ và chôn họ với sự giúp đỡ của các con. Không ai tin cô. Phải đến tháng 10, các nhà điều tra mới tuyên bố chó nghiệp vụ đã đánh hơi được xương người tại địa điểm mà Lucy chỉ ở khu vực hẻo lánh của thành phố Thurman, phía tây bang Iowa, Mỹ. Tôi biết nơi chôn cất các thi thể, Lucy nói với Newsweek hôm ngày 21 tháng 10, cô nhớ rõ cách cha cô, Donald Dean Studi, chỉ đạo cô và các anh chị em của cô giúp ông di chuyển các thi thể. Họ sử dụng xe rùa hay xe cút kít vào mùa hè và xe trượt băng vào mùa đông. Cha sẽ chỉ nói rằng chúng tôi phải đi ra giếng, còn chúng tôi tự hiểu điều đó nghĩa là gì, Lucy, 53 tuổi, kể. Mỗi khi đi đến chỗ cái giếng hoặc leo lên đồi, tôi đều nghĩ ông ấy sẽ giết tôi vì tôi không chịu ngậm miệng. Khi cha đổ các thi thể xuống giếng, chúng chất đống lên nhau, rồi cha đổ dung dịch kiềm lên trên. Cùng ngày, cảnh sát hạt Freeman điều chó nghiệp vụ chuyên đánh hơi xác chết đến cánh rừng mà Lucy nhắc đến. Họ phát hiện dấu hiệu cho thấy có hài cốt phân hủy dưới giếng. Cô ấy kể một câu chuyện quái dị nhưng chúng tôi không có bất cứ bằng chứng nào khác ngoài việc chó đánh hơi được. Chúng tôi cần nhiều bằng chứng hơn thế, cảnh sát trưởng hạt Freeman Kevin Achop cho biết. Mỗi năm giết 5 đến 6 người. 10 năm trước, Lucy Studi đã gọi điện đến văn phòng cảnh sát trưởng hạt để báo cáo về vụ việc. Cảnh sát đi tìm nhưng không thấy cái giếng. Năm 2021, Lucy lại gọi cho cơ quan này, đến lúc này nhà chức trách mới bắt đầu xem xét các cáo buộc của cô một cách nghiêm túc. Theo Lucy, cha cô sát hại 5 đến 6 phụ nữ mỗi năm trong 3 thập kỷ, trước khi qua đời vào tháng 3 năm 2013, ở tuổi 75. Sau đó, ông ta chôn xác nạn nhân trong và xung quanh cái giếng bỏ hoang trên mảnh đất Nam Mậu Anh. Cảnh quan đã thay đổi sau nhiều năm gia đình Lucy không sinh sống ở đây. Cô được nhà chức trách mời đến để xác định vị trí cái giếng hôm ngày 21 tháng 10. Lucy tin rằng cha cô giết tổng cộng 50 đến 70 phụ nữ, chủ yếu là gái mại dâm và khách vãng lai, với hai nạn nhân nam trong độ tuổi 40 và 20. Các nạn nhân nữ trong độ tuổi 20, 30, có thân hình mảnh khảnh, tóc ngắn sẫm màu. Tất cả đều là người da trắng. Kẻ khốn kiếp đáng bị như vậy, Lucy, người đã đổi tên khi lấy chồng, nhớ lại lời cha cô nói về một nạn nhân. Đào đi, Lucy lặp lại lời thúc giục trong lúc hai con chó lục soát đánh hơi tại hiện trường. Đến hàng rào ngăn cách với mảnh đất của hàng xóm, một con sủa lên báo hiệu, con còn lại ngồi yên tại chỗ như giả ám hiệu. Chúng chỉ ra dấu hiệu xương người tại 4 địa điểm. Hôm nay, những chú chó đã đánh hơi thấy mùi thi thể người phân hủy trong khu vực này. Cần phải làm việc nhiều hơn để xác nhận điều đó. Tôi cảm thấy những con chó làm việc khá tốt. Jim Peter, người sáng lập tổ chức chó tử thi Samaritan dẫn đầu cuộc tìm kiếm, nói, ngành khoa học về chó tử thi cho thấy kết quả tìm kiếm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian chết, thành phần đất, độ ẩm đất, năng lực và cách xử lý của mỗi con chó, cũng như cách chúng được huấn luyện. Tôi thực sự nghĩ rằng có xương ở đó, ông Astrop nhận định, thật khó để tin rằng hai con chó cùng chỉ ra một chỗ sai. Theo dấu hiệu, đây là khu chôn cất rất lớn, tôi cũng nghiêng về lời của Lucy. Cảnh sát bang Iowa yêu cầu đơn vị điều tra hình sự của bang vào cuộc. Bước tiếp theo, họ sẽ xin chủ đất để áp dụng thêm kỹ thuật để dò tìm hài cốt. Theo lời Lucy, nhiều nạn nhân được chôn trong giếng sâu tới 27 đến 30 mét, mặc quần áo, đeo trang sức. Cô cho biết cha cô giữ những chiếc răng vàng của họ làm chiến lợi phẩm. Tất cả những gì tôi muốn là đào những địa điểm này lên, mang những người phụ nữ đến nơi chôn cất đàng hoàng, cô Lucy bộc bạch. Cô và các nhà điều tra cho biết dung dịch kiềm có thể đóng vai trò bảo quản các thi thể thay vì đẩy nhanh quá trình phân hủy, đồng thời giúp che giấu mùi tử thi. Không ai lắng nghe. Người phụ nữ tóc hoa dâm, ít thể hiện cảm xúc trong buổi tìm kiếm. Cô tự nhận mình là người lạnh lùng, sống khép kín. Lucy nói cha cô là người dễ nổi nóng, thường xuyên say xỉn, đôi khi đâm hoặc bắn người, nhưng phương pháp ưa thích của ông là đánh vào đầu phụ nữ. Lucy cho biết cô đã kể chuyện về cha cho nhiều người, từ giáo viên, linh mục cho tới cơ quan thực thi pháp luật ở Iowa và Nebraska nhưng không ai chú ý. Cô nói tổn thương từ sự nuôi dạy thuở nhỏ và nỗi niềm bị buộc tham gia vào việc phi tang xác sẽ không nguôi ngoai cho đến khi sự thật được phơi bày. Giáo viên nói các vấn đề gia đình nên được giải quyết trong gia đình, trong khi cơ quan thực thi pháp luật nói rằng họ không thể tin tưởng vào trí nhớ của một đứa trẻ. Khi đó tôi là một đứa trẻ, nhưng tôi nhớ tất cả, Lucy giải bày. Cô kể rằng Donald Studi kiếm sống bằng cách buôn lậu súng và ma túy. Chúng được giấu trong thân cây giống rồi trở xuyên các bang của Mỹ. Ông ta đi qua các chốt kiểm tra dễ dàng nhờ cho các con ngồi trên xe. Những năm 1950, Donald ngồi tù ở bang Missouri vì tội trộm cắp vặt. Năm 1989,
ông ta lại vào tù ở thành phố Omaha vì lái xe khi say rượu. Ông ta thường xuyên gặp rắc rối với cảnh sát và sử dụng nhiều tên giả. Donald có hai người vợ, nhưng họ đều tự tử. Ông từng cố tự kết liễu đời mình ít nhất hai lần. Anh trai Lucy cũng tự tử khi mới 39 tuổi. Về phần mình, Lucy nói từ thời trung học, cô luôn cố gắng ở nhà ít nhất có thể. Ngoài giờ học, cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sau này, cô nhập ngũ bằng được dù ghét việc này. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Freeman dành 1,8 triệu USD ngân sách cho vụ việc, trong đó 25.000 USD cho chi phí khoan giếng và 300.000 USD cho việc đào bới hài cốt. Nếu phải làm, tôi sẽ lật tung cả hạt lên để làm điều đó, cảnh sát trưởng Aitrop nói và cho biết ông hoan nghênh sự vào cuộc của FBI. Kỹ thuật DNA đã quá phổ biến và giờ đây có thể giúp ích trong vụ việc này. Sở cảnh sát thành phố Omaha, bang Nebraska, nơi cách hiện trường hơn 60 km, đề xuất được giám định danh tính các nạn nhân vì họ có thể đến từ đó. Trong khi đó, nhiều cơ quan đang tìm kiếm hồ sơ về Donald Studi và những người mất tích để xem có trùng khớp với mô tả của Lucy không. Cảnh sát lo ngại nếu nạn nhân là gái mại dâm hoặc khách vãng lai, họ có thể không được thông báo mất tích. Ngày 25 tháng 10, FBI cùng cảnh sát điều tra bang Iowa tìm kiếm các hài cốt. Đầu tuần này, họ thảo luận các bước tiếp theo trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, không ai được phép cung cấp thông tin cho báo chí. Chưa biết các anh chị em của Lucy có hợp tác với chính quyền hay không. Nhưng với cô, câu chuyện của cha đã đến gần hơn với ánh sáng. Đây là những gì tôi đã nói với mọi người suốt 45 năm, Lucy nói.